giờ thì mấy anh trai mình đang sang cá, sang đá qua đây mà. Đây gặp nghe ta cào sang cá. Đây bên đây thì mấy anh em mình đang sang cá. Đấy hầm ra cuối ở hầm sau á mình. Đây mấy anh bên nghe cào thì đã bóc cá lên bon này. Bóc cá lên bon nữa mà. Sống nhiều mấy mà thầy ở vị trí hiện tại của mình đây hiện tại giờ là 10:50 mà đấy các bạn vị trí tọa độ đây hướng đi với lại lận tóc đi chính à. Giờ thì anh mình đang cào vừa cào vừa sang độ mà đây đi về hướng đáp độ 1:9 hải lý giờ đấy. Đây đứng đá thì anh mấy chú mình đang nhìn ra phía sau. Đây. Nhìn cá qua. Đây đang cào các bạn. Vừa cào vừa sang cá cặp bởi sang luôn rồi chứ không có neo lại đấy vừa cào vừa sang cá đây, nãy qua mình nhấc xuống hầm mình cuối lại thôi.
cứ sang đầu bịch đi. Chuyền bịch, chuyền bịch chắc xuống nó không ha. Hết kết rồi, tới bịch rồi, gần xong rồi ha. Bịch là cũng gần xong rồi, bịch là cá ba cá trích, cá dục rồi ha. Đây giờ thấy đây là cá kiến rồi. Cái này ít tiền, trả tiền qua sau. Chắc qua hầm đó rồi.